Mến chào toàn thể quý cô bác ạ. Chào mừng mọi người đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Cói Lalin. Trước đó thì em Cói là có nhận được cái hai bao quần áo của cô Thu ở Đà Nẵng, là cô có gửi cho em Cói. Thì trong này là cô có nhắn là hai bao quần áo này là để cho xóm của ba bà cháu. Mọi người đến đủ chưa? Đủ đấy nghe. Cô đóng gói là kỹ nhỉ. Mọi người cứ bình tĩnh nhá, mọi người tranh nhau. Có túi à? Có gì đây? Ô, đẹp thế nhỉ? Cái này là cái ba lô. À, cái ba lô. Cho La mang cô đi học vậy. Để chị sẽ khoác vào thử xem nào. Ôi, mặc cơm đi, mặc cơm đi cháu nè. Không phải cái đấy, không phải là cái túi đâu, cái đấy là mũ đội đầu đấy. Cái này quần đùi cho trẻ con. Cái dây đấy là quàng hai tay rồi xong rồi. Chặt thế nhỉ, bật này nhá. Chặt mà. Đến 3 tuổi. Mong các cháu của bà đây nhận được. Đây là của túi quần áo trẻ con này. Đây chị Thơ. Đây cô có đây này. Dưới tôi đấy, dưới tôi. Thôi cứ để đi lớp chia đều ra. Vâng, chia đều chứ. Đây cái này túi thơm gội. Khi nước có thì tôi đây hồ lơ. Đây này là túi quần này. Mua thì nó chả. Cái này còn mới, còn mát thế này. Cái còn mát thế rồi, cái kia còn mát thế rồi. Cái này có cái váy này. Cho anh cái váy cho. Váy đi học mà này. Váy đi học. Váy đi học, cái này chắc là của các bạn nhỏ. Đây. Cho anh thả dây. Cái này là tiếng Anh không biết đâu. Xem ai vừa cái nào lấy cái đấy nhá. Bây giờ không phải là ai không vừa cũng lấy nhá. Lấy cái này con sắt này. Lấy cái quần này. Cái đấy đẹp. Đấy, rất mặc đấy đẹp đấy. Ôi,
Ô, cái này xinh mà. À, đâu, xinh. Đây là ong mặc này. Đây, mua này cho em bé đội thử xem nào. Đây. Ôi. Ủa, đã hết sạch hai bên rồi hả? Hả? Vâng. Đây, quần áo đối với bà con trên chúng em là rất là quý nhỉ. Cái này là cái hộp bút. Cái này là cái hộp bút. Em không lấy được kéo. Đúng không nhỉ? Đây, anh Tuyển mở ra giúp em đúng. Cái này là cái hộp bút mà nhỉ? Hộp bút có cả máy tính nhưng mà hả bôi. Xinh nó làm được mới của nó rồi. Làm xem. Mà anh xinh quá anh xinh đâu. Cầm này. Cầm này. Cầm về cho vợ chơi. Cái váy đẹp nhỉ. Ô, vâng, cái này mới này, mác nguyên mác luôn này. Ú, đẹp quá nhỉ. Đấy thì mày mặc cái mày. Đẹp quá. Đó cũng mặc. Ồ, đẹp nhỉ, chị mày cái này đẹp đấy. Ồ, này mặc đi ăn cưới đi chợ là thích thôi rồi. Có. Bây giờ để em xem. Theo hộ đi. Vâng. Đây. Này cái này xinh ấy nhỉ. Này ô đẹp quá. Bà mọc palm lấy ra được rồi à. Thư của cô Thu này. Đây. Quần áo cũ gửi xóm của ba bà cháu. Quần áo nhỏ cho các bạn này sắp sinh. Còn ai mặc vừa cho các cháu. Các cháu của cô cũng toàn mặc quần áo của những quần áo nhà khá giả cho. Bây giờ lớn hết rồi. Thấy nhiều quá. Có là gửi cho các cháu vùng cao. Quần áo các cháu giặt sạch sẽ rồi. Đấy, mặc ở đây mưa quá cô không có giặt được. Đấy, mong các con thông cảm. Cô chúc vợ chồng con mạnh khỏe hạnh phúc. Ồ, cảm ơn cô Thu quá. Đây. Chia hết cho gọi đủ chưa ạ? À, có ai chưa được không ạ? Hết rồi. Hết rồi à? Thằng nào lấy cái mũ đỏ, cái áo đỏ này thì cho nó cái mũ đỏ. Còn cái mũ kia đấy. Gì nữa? À đúng rồi, là mặc về xem là xem mà chồng nó trốn đi đâu ấy. Xem mặc áo này à? Không kìa. Đây, cái này là cái túi cói nhỉ, đúng không ạ? Đây. Xinh mà kiểu mình to quá con người. Xinh hôm nay không được kia quần nào ạ? Đây. Nhiều cái cậu này. Giá như là được mấy cái quần bò mà. Đây, đẹp quá nhỉ. Đây, cái đỏ này chị xé có mặc vừa không ạ? Đẹp nhất là cái đỏ này. Ông á? Mình có cái đấy xinh thôi.
có cái ờ nhớ nhớ chơi cái hồ à giờ lại mua hồ giờ chơi cái hồ rồi nè đấy, anh sinh là cắt quà cho con gái đấy. Ba đưa mấy cái cho Kiết. À cái này là để Kiết đi học nhỉ. Đây cái này cho Kiết đi học mặc vừa đấy. Đấy cái này ấm không hả bà? Ui ấm đấy nhỉ. Giang này. Cái đâu mà đây này. Ba này của ai đây ạ? Chị Xé. Cái này của ai đây ạ? Của Xé. Của Xé à? Đây được nhiều không? Có. Nghe. Xé đâu còn được cái mũ đấy. Cái này đẹp nhỉ? Vừa rồi đẹp. Cần cái đây đẹp. Cho ông sắp đi lấy cái toa đi bà đi lấy sắp hơn bây giờ không ai tranh là xem của chị Xé xem ạ. Ồ, đây. Ê, đây chị Xé đấy. Kẹp chân. Ồ, cái này đẹp ấy nhỉ. Ồ, đẹp quá. À, không có quần à? Tớ có thêm một cái quần. Cái này mà mặc với cái quần nghề nông. Nào, xem nào. À, đây chị Xé chẳng được cái váy đây à. Bây giờ cái này mà mặc thì tao gió nó thổi cho bay lên đây. Có cái áo trắng đẹp thế. Ôi trời. Cái áo trắng đẹp thế. Đấy thì phải cho mẹ. Nhà sinh cái này à? Là anh ơi, cái này là size quốc tế, đây này, cái này là size 10 đây này. 42 đô. Cái này không phải của Việt Nam đâu. À. Thế thì cái này là nước ngoài. Đây, xé mặt phụ ra đường, người bạn chưa có con, chưa chồng đấy. Chưa chồng cũng xé mặt phụ ra đường. Đây, máy xinh này. Máy xinh này. Hai cái rồi, xinh. Đây, cái này cũng đi sáng xinh mà. Cái này cũng đi sáng xinh mà. Cái này cũng đi sáng xinh mà. Nhiều. Thế thì xé mặt phụ ra đi. 30 triệu này, 30 triệu này. Ô, chị Xé ơi, đi vào mặc thử cái này xem nào. Ơ? Này con này, tầng máy rồi. Chồng này nghe sang lên máy. Nhà ít việc rời, để con lên máy gì. Khổ mặt. Chưa tìm đường đưa vào được cái máy. La mặc quá đẹp nhỉ. Úi như công chúa luôn đi nhỉ. Ừ. Chúa về mặc luôn. Cái áo cái này phải con gái. Đúng rồi. Xé cái mặc vừa. Xé sao vừa. Xé thôi. Xé thử xem ạ, chị xé. Đây là toàn xé rồi. Toàn xé. Xé thì đéo có vải rồi. Đấy, xin mặc cái đấy thế nào vừa không? Cái này, đấy mà. Để tôi. Xé đấy. Xé đi chơi đấy. Đấy. Xin kiểu mặc thử cái đấy thế nào?
Cái này tới mặt. Này ong chắc cũng mặc vừa. Cầm to, còn ta tiếng là sấy được tiếng là hử cơ nè. Túi. Dạ, cái quần mình xinh kìa. Có cả kẹo đây này. Thử. Đấy, cái quần kẹo kẹo cái gì. Này mấy đứa nhỏ nhỏ mặc đẹp đấy nhỉ. Bạn nào cũng có váy. Váy. Chờ nó về đó để mặc hết rồi. Cái nào hai vợ chồng hôm nay chỉ có tìm váy đấy. Chỉ là tập váy thôi. Trẻ em với phụ nữ cho nào. Đây đấy là hai vợ chồng buộc phải chân nhau. Tôi đỡ chạy. Thế này cái đây khi nào mình đã chạy lòng một phát. Đấy, quá tiện. Cứ lau hết từ đầu đến đuôi lại trong ban đi giặt. Cái quần này chị xé cũng vừa đấy. Cái quần con trai chứ. Con trai. Trai gái mặc hết nhỉ. Có cái nam châm dính vào đây. Nam châm đấy. Đây này. Đây. Đó. Đây, đi học. Đi học, bye bye. Bye bye.